Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh, trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, một tháng vừa qua, tình hình Biển Đông đang rất căng thẳng sau khi Trung Quốc kéo hàng loạt các tàu bao gồm tàu cá, tàu cảnh sát biển, tàu khảo sát và các tàu chiếm xâm nhập vào khu vực bãi Tư Chính thuộc vùng biển đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam để quấy nhiễu hoạt động hạ đặt giàn khoan dầu khí mới của Việt Nam tại mỏ dầu lớn của bãi Tư Chính. Hành động ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc đã buộc Việt Nam phải cử hàng chục tàu lượn cảnh sát biển ra bám sát và xua đuổi tàu của Trung Quốc. Sau hơn một tháng quần nhau, các tàu của Trung Quốc đã phải rời đi. Hành động này có thể được xem là một thất bại của Trung Quốc. Trong hơn 3 thập kỷ qua, Trung Quốc đã luôn dò ngó các mỏ dầu thuộc bãi Tư Chính, nhiều lần xâm nhập và quấy rối các hoạt động đặt giàn khoan dầu khí của Việt Nam tại đó. Cãi cố trước thất bại này, những ngày qua, một số nhân vật diều hâu của Trung Quốc đã liên tục lên tiếng chỉ trích Việt Nam, đồng thời cho đăng tải rất nhiều bài viết có những lời lẽ khiêu chiến, xuyên tạc lịch sử, quyền và chủ quyền hợp pháp của Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính, thậm chí là đe dọa sẽ có chiến tranh trên biển với Việt Nam. Thưa quý vị, chẳng hạn, vào sáng ngày Chủ nhật vừa qua, trên trang diễn đàn Roman, tài khoản mạng xã hội của tướng diều hâu Nam Viện đã đăng tải một bài viết với chủ đề "Đối mặt với chủ quyền, chúng ta không thể cứ giữ thể diện nữa, vì vậy hãy chuẩn bị cho trận chiến đấu đầu tiên với Việt Nam tại Biển Đông". Trong bài viết, người này đã cay cú nói rằng Việt Nam còn nguy hiểm hơn nhiều so với Philippines, khi vừa có quân đội mạnh, vừa có thái độ hiếu chiến, lại vừa có Hoa Kỳ hậu thuẫn. Trung Quốc sẽ cần phải chuẩn bị trong một cuộc chiến với Việt Nam khi tập trung vào các điểm nóng toàn cầu. Chúng ta không nên quên rằng Biển Đông của chúng ta đang gặp nguy hiểm và xung đột có thể nổ ra bất cứ khi nào vì Việt Nam mang tiếng là người bạn cũ nhưng lại luôn khiêu khích chúng ta, cho rằng các đảo và bãi đá ngầm của chúng ta ở Biển Đông là của họ và tàu chiến của ta không được phép đi vào các vùng biển của họ. Cách đây không lâu, Việt Nam lại muốn xây dựng một giàn khoan mới và đặt nó ở vùng biển tại bãi Tư Chính. Nó đã bị các tàu thực thi pháp luật của chúng ta ngăn chặn. Mặc dù vậy, các tàu của Việt Nam đã thực sự có những hành động va chạm rất nguy hiểm. Cuối cùng, các tàu của ta phải rút lui. Việt Nam và Philippines là hai quốc gia đã xâm chiếm nhiều đảo và bãi đá ngầm nhất ở Biển Đông. Vốn dĩ chúng ta nên gác lại những tranh chấp để cùng nhau phát triển Biển Đông. Điều này sẽ cho Việt Nam rất là nhiều thể diện. Nhưng Việt Nam là không biết ơn mà gần đây còn tăng tần suất khiêu khích Trung Quốc. Tại Biển Đông, mỗi khi chúng ta và Philippines có xung đột là Việt Nam cũng ngay lập tức gây rối. Có vẻ như là một cuộc chiến tranh tại Biển Đông sẽ không thể tránh được. Và quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc nên chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, mà quốc gia đầu tiên có khả năng tham chiến chính là Việt Nam. Về xu hướng gần đây ở Việt Nam, mấy hôm trước tôi đã phân tích Việt Nam đã được Mỹ hậu thuẫn, có thể giữa Việt Nam và Mỹ đã có một thỏa thuận nào đó về Biển Đông, cho nên Việt Nam đã mạo hiểm hành động lớn. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có lý do nội bộ. Sau khi chiếm một số đảo và bãi đá ngầm ở Biển Đông, Việt Nam đã ngạc nhiên coi đó là đảo của họ, bất chấp sự bất lịch sự. Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần cố gắng tiếp tục chiếm đóng các đảo và bãi đá ngầm của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, chủ nghĩa dân tộc trong nước của Việt Nam rất là phổ biến. Các lực lượng bên ngoài thì vẫn tiếp tục kích động, hận thù, hướng tâm trí của họ chống lại Trung Quốc. Nhiều người đã không biết sự thật, đã tham gia vào các cuộc bạo loạn chống Trung Quốc. Nhiều người thì không hiểu về lịch sử Biển Đông, luôn nghĩ rằng một số đảo và bãi đá ngầm đó là của Việt Nam. Chính quyền Việt Nam đã bị tình cảm dân tộc chủ nghĩa chèn ép nên đã buộc phải tiếp tục gây thêm nhiều rắc rối trong vấn đề Biển Đông. Ngoài việc củng cố các đảo và bãi đá ngầm, Việt Nam đang chiếm đóng bất hợp pháp thông qua việc bồi đắp và xây dựng những cứ điểm quân sự lớn. Họ còn muốn chiếm thêm các đảo và bãi đá ngầm khác tại Biển Đông. Việt Nam đã đối đầu với chúng ta tại Biển Đông hàng chục năm nay. Cho dù ai là người đứng đầu về vấn đề này thì họ cũng chưa bao giờ nhượng bộ. Đối với Trung Quốc, chúng ta cũng không nên nhân nhượng nữa, vì nếu nhân nhượng thì sẽ bị Việt Nam quay lại thế yếu. Ngay cả khi chúng ta đưa ra những bằng chứng lịch sử xác đáng, thì Việt Nam cũng không tin đó là sự thật. Biển Đông có trữ lượng dầu khí rất là dồi dào và phong phú, chỉ cần chiếm đóng thì có thể thu được một lượng lớn tài nguyên.
ví dụ tại Bãi Tư Chính, nơi Việt Nam vừa cưỡng chế xây dựng giàn khoan dầu khí và đang khai thác trái phép một số lượng dầu lớn. Chúng ta đã nhiều lần phản đối nhưng Việt Nam thì vẫn làm ngơ, ngay cả khi các tàu chấp pháp của Trung Quốc đi qua, Việt Nam cũng luôn chiến đấu hết mình. Trong quá khứ, dựa trên tình hữu nghị Việt-Trung, chúng ta đã luôn giữ đủ thể diện cho Việt Nam. Những con sói mắt trắng này lại coi thiện chí của Trung Quốc là một điểm yếu, nhiều lần khiêu khích, thậm chí là cưỡng chiếm các vùng biển của Trung Quốc. Ngoài việc Mỹ đứng sau sử dụng thì không thể loại trừ khả năng Việt Nam và Mỹ lần này đã đạt được những thỏa hiệp về các điều khoản hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần Việt Nam khiêu khích Trung Quốc, Mỹ có thể viện trợ vũ khí trang bị cho Việt Nam. Những điều khoản còn nợ như vậy tất nhiên sẽ khuyến khích Việt Nam ngày càng ngang ngược trên Biển Đông. Vì sao Việt Nam nguy hiểm hơn Philippines? Cách đây một thời gian, chúng tôi tin rằng Philippines có thể đã mạo hiểm xung đột quân sự với Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi phản ứng cứng rắn của Trung Quốc lần này, Philippines đã buộc phải kiềm chế. Họ sẽ cần thêm nhiều thời gian để nghiên cứu những bước đi tiếp theo đối với Trung Quốc. Nhưng ngay sau đó, Việt Nam đã bất ngờ khiêu khích và có những hành động còn nguy hiểm hơn nhiều so với Philippines, và biết rằng năm ấy trên Biển Đông, Việt Nam đã từng xảy ra chiến tranh với Trung Quốc. Sau cuộc chiến này, một số đảo và bãi đá ngầm của chúng ta đã được lấy lại, nhưng Việt Nam không bao giờ quên trận hải chiến, nên họ luôn có ý định lấy lại các hòn đảo của chúng ta. Việt Nam thường xuyên khiêu khích Trung Quốc, không loại trừ là có áp lực của Hoa Kỳ, hoặc là Hoa Kỳ đang đánh lừa cả thế giới và cũng đánh lừa cả Việt Nam. Nhưng tất nhiên, Việt Nam vẫn có thể được cập nhật một số vũ khí tiên tiến, nên họ vẫn quyết tâm đối đầu với Trung Quốc. Rõ ràng điều này rất đáng nghi ngờ, dưới sự thúc đẩy khác của chủ nghĩa dân tộc trong nước và các thế lực bên ngoài, Việt Nam có thể đã đi một nước cờ nguy hiểm, thổi phồng các vấn đề Biển Đông thành một vấn đề quốc tế. Nếu xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông, thì Mỹ và các quốc gia phương Tây chắc chắn sẽ ủng hộ, thậm chí là không loại trừ khả năng sẽ mang quân đội can thiệp. Mỹ hoàn toàn có thể trực tiếp đổ quân lên các đảo và các bãi đá ngầm mà Việt Nam đang chiếm đóng để giúp đỡ Việt Nam. So với Việt Nam, Philippines thiếu rất là nhiều sức mạnh quân sự đang bị yếu kém. Cho dù Marcos có muốn mua vũ khí của Mỹ thì chắc chắn họ cũng không đủ tiền. Và nếu có thực sự đủ tiền thì họ cũng không thể có vũ khí ngay lập tức. Cho nên Philippines rất khó có khả năng khiêu khích Trung Quốc trong thời gian tới. Nếu bị khiêu khích thì Philippines chắc chắn sẽ bị thua đậm. Vì vậy, có nhiều yếu tố cho thấy Việt Nam có khả năng xảy ra xung đột với Trung Quốc trước tiên và có tỷ lệ cao hơn nhiều so với Philippines. Nếu xảy ra xung đột tại Biển Đông, Việt Nam sẽ dựa vào lợi thế ở gần để tạo ra các mối đe dọa nghiêm trọng đối với Trung Quốc. Nó chắc chắn cũng là một phép thử lớn đối với quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Nếu có xung đột tại Biển Đông, chúng ta sẽ phải giải quyết nhanh chóng để tạo ra sự việc đã rồi. Sự chân thành trong những tuyên bố ngoại giao chắc chắn sẽ không được các quốc gia liên quan hiểu được. Vì vậy, xung đột Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam chỉ có thể là phát sinh trong thời gian ngắn. Mặc dù quân sự của chúng ta rất là mạnh, nhưng Việt Nam cũng đã phát triển nhanh chóng. Trong những năm gần đây, sức mạnh của quân đội Việt Nam không thể xem thường. Trận hải chiến sắp tới chắc chắn sẽ là rất khốc liệt và Việt Nam sẽ phải tiến hành nhiều bước chuẩn bị càng sớm càng tốt. Cần phải chuẩn bị cho chiến tranh trên các đảo và các dạng san hô tại Biển Đông và chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống bao vây cấm vận. Lực lượng không quân cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Đây không chỉ là một vấn đề hải chiến mà còn có khả năng liên quan đến không chiến. Sức mạnh của Hải quân Việt Nam trong những năm gần đây không thể coi thường. Tuy vẫn yếu hơn Trung Quốc rất nhiều nhưng cũng rất có nhiều vũ khí mạnh. Trong đó có những tàu ngầm, máy bay không người lái và các thiết bị khác có thể gây nguy hiểm cho quân đội nhân dân Trung Quốc. Nếu hải chiến Trung Việt nổ ra, chúng ta sẽ nên chú ý tới các xu hướng khác, không loại trừ eo biển Đài Loan, bán đảo Triều Tiên và các vùng biển gần Philippines sẽ bị Mỹ và các quốc gia khác lợi dụng để gây sức ép đối với Trung Quốc. Ngoài ra, Mỹ cũng có thể là đưa quân tới hỗ trợ Việt Nam. Nếu chỉ đơn giản là hải chiến giữa Trung Quốc và Việt Nam thì chắc chắn Trung Quốc không có gì phải sợ. Chúng ta hoàn toàn có thể đè bẹp Việt Nam để thu hồi các đảo và các bãi đá ngầm. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tính đến các yếu tố bên ngoài, nhất là nhân tố Mỹ sẽ là một mối đe dọa nghiêm trọng hơn đối với Trung Quốc. Nếu trận thủy chiến này kéo dài thì tai nạn ở các hướng khác có thể xảy ra, sẽ khiến cho chúng ta bị động. Vì vậy, hãy đưa ra một quyết định nhanh chóng, phải đánh nhanh, đánh thắng để đạt được mục tiêu lớn nhất, tốt nhất ở các đảo và bãi đá ngầm. Bởi vì thu hồi trong vòng một tuần và được lấy trong vòng một tuần là tốt nhất. Tất nhiên, Việt Nam chắc chắn sẽ chống trả quyết liệt, vì vậy không được kéo dài chiến tranh để Việt Nam có cơ hội vu cáo Trung Quốc xâm lược Việt Nam và các quốc gia phương Tây có cơ hội để can thiệp. Trong vấn đề chủ quyền không bao giờ có chuyện giữ thể diện, cũng không bao giờ có chuyện thỏa hiệp.
cho dù khó khăn đến đâu thì chúng ta cũng phải tin rằng sức mạnh chiến đấu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ giúp cho chúng ta chiến thắng và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.